Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, đời sống sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn, thì trên lĩnh vực giáo dục với việc Sóc Trăng có tỷ lệ thí sinh đổ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên 99% là một gam màu sáng trong thời điểm này. Và trong sáng ngày 28 tháng 7, lãnh đạo thị xã Vĩnh Châu đã đến chúc mừng thành tích xuất sắc của em Châu Thanh Tùng, học sinh lớp 12A2 trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến vừa đặt thủ khoa trong kỳ thi này trên địa bàn tỉnh. Em Châu Thanh Tùng là một học sinh chăm ngoan, ý thức tự học cao và tham gia nhiệt tình các hoạt động của nhà trường địa phương. Liên tiếp 3 năm học lực giỏi, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, em Châu Thanh Tùng đạt tổng số điểm thi là 55,95 điểm, văn 8,75 điểm, toán 8 điểm tư, lịch sử 9,25 điểm, địa lý 9,75 điểm, giáo dục công dân 10 điểm, tiếng Trung 9,8 điểm lãnh đạo thị xã đã chúc mừng em châu thanh tùng đã mang niềm vinh dự tự hào về cho gia đình nhà trường và địa phương qua đó cũng mong muốn em luôn mạnh khỏe chuẩn bị tâm thế tốt để chuẩn bị bước vào môi trường học tập mới sau này trở thành người tài năng đóng góp xây dựng quê hương phát triển nhanh bền vững